Hàng nghìn thủy thủ trên khắp thế giới phục vụ trong Hải quân Mỹ. Xa nhà họ phải trải qua nhiều tháng ròng trên các con tàu quân sự. Thủy thủ trên tàu chiến USS Rose thường tập trận ở Biển Đen, được phục vụ 4 bữa ăn hàng ngày cùng các bữa ăn vặt giữa các bữa ăn chính. Đây là các chuyên gia ẩm thực của chúng tôi. Họ làm việc cực kỳ chăm chỉ, chuẩn bị bữa ăn 4 lần một ngày. Ngày nào cũng như ngày nấy, họ không có ngày nghỉ. Họ làm việc cật lực chỉ để phục vụ mọi người được vui vẻ. Khẩu phần dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng từ trước. Khâu cung ứng cần phải biết số lượng thực phẩm cần tiêu thụ và các mặt hàng phải được đặt trước nhiều tuần lễ. Các mặt hàng hầu hết đều được làm tại Mỹ. Mức cung ứng tối đa trên tàu là 45 ngày. Để tiếp tế nguồn cung, Hải quân Mỹ có kế hoạch giao hàng hóa thực phẩm tới từng con tàu thông qua các chuyến bay hoặc container đặc biệt. Nhưng cũng có khi một vài mặt hàng được chấp thuận từ các nguồn cung địa phương ở các nước mà tàu đi ngang. Đầu bếp lúc bấy giờ sẽ chuẩn bị các bữa tối đặc biệt. Lâu lâu khi tàu đi vào một lĩnh vực hoạt động mới, đôi khi có catalog đặc biệt cho phép chúng tôi lấy các mặt hàng thực phẩm mới. Chúng tôi sẽ kết hợp tối đa để mọi người được hài lòng và no bụng. Khẩu phần ăn hàng ngày ấn định cho mỗi thành viên trong hải quân là 7 đô la một ngày. Số tiền này không được chi tiêu tức thì mà được phân phối trong một tuần cho thủy thủ đoàn. Cho nên có một số ngày họ có thể ăn thức ăn bình thường, nhưng có ngày họ có thể thưởng thức các món đặc biệt. Trên tàu chiến USS Rose, xúc xích cuộn có trên thực đơn mỗi thứ ba, mỗi thứ tư có món kem, thứ năm có thịt nướng barbecue và chủ nhật là thịt bò beefsteak hay tôm hùm. Trong cùng một lúc có tới 10 người làm việc trong bếp ăn này. Một số thành viên thủy thủ đoàn vào bếp giúp đồng nghiệp của mình nấu nướng, phục vụ, lau chùi, dọn dẹp. Công việc ở đây liên tục không ngừng nghỉ, theo đúng nghĩa. Trong khi một số người nấu nướng phục vụ cho bữa trưa, thì các đầu bếp khác chuẩn bị cho bữa tối. Để phục vụ 300 người một lúc, không cho phép sự gián đoạn hay ngưng trệ nào. Các thủy thủ có thể tự chọn món ăn từ thực đơn. Họ cũng có thể đặt những món theo ý thích từ thực đơn đề nghị. Điểm hay về mặt dinh dưỡng trên tàu này là họ cung cấp rau quả tươi thường xuyên. Dù chúng tôi xa nhà, xa gia đình, xa lối sống của mình, nhưng thức ăn làm chúng tôi vui vẻ, xích lại gần nhau, mạnh mẽ hơn và cho phép chúng tôi làm những gì mình cần phải làm. Đầu tháng 7, tàu USS Rose tham gia các cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở Hắc Hải với hàng chục tàu chiến của NATO và Ukraine để phô diễn khả năng quân sự và quan hệ quốc phòng. Cuộc tập trận gió biển 2021 quy tụ khoảng 30 tàu chiến, 40 máy bay chiến đấu từ các nước thành viên NATO và Ukraine.